súp của SGX728. Em đánh giá chất âm nó hay hơn và đỉnh cao hơn là 4719X anh em nhá. Vì cái thiết kế panel độ bền hơn và cái thùng của nó sâu và tiếng đánh uy lực, đánh xa anh em nhá. Ui. Ui. Anh em nghe. Quá chất lượng luôn. Để độ phủ âm thanh cho những đôi súp 728 này có là chi phí cho hàng nghìn mét vuông ok luôn. Âm lượng đánh rất xa luôn. Một chút về chất âm karaoke để cho anh em thẩm âm nghe về cấu hình này nhá. Qua dùng bánh rung trời rung đất này. Đánh bộ này thì nó quá phê trên body rồi anh em nhá. Về tiếng mic của nó thì mà sử dụng em yêu thương đánh hai cặp này nó quá bực lực luôn. Anh một con Macotech 12.000 đi đánh cho hai cặp loa này vẫn còn đương dư tải khủng khiếp thật. Kiếm một con đẩy máy hai kênh mà có công suất lớn này thì tại thị trường giờ hiếm gặp lắm, không có đâu. Lên 1 2 đi 1 2 5 6 7. Tiếng nó trong vắt đấy mà, trong vắt luôn. Dùng một bộ mic của JBL, giá thành em chỉ 7.500.000 thôi. 1 2 5 6 nó đầu thu mic một tay anh em nhé. 7 7 8 9 9 10 10. Sau sẽ test nhanh một đoạn karaoke. Lên 1 2 5 6 7. Tiếng nó ấm thế mà.
tiếng hay luôn mà. Lên chọn đi. Đấy. Lên 1, 2, gọi là phác họa thôi, 5, còn 6, khách mua thì mình mới đeo kỹ, 8, 9, đeo thế thôi. 10, 10, lên. Chỉ một giọt em chỉ nhưng đây không hiểu. Lazada 11 tháng 11 sale bom tấn chỉ 1.000, giảm đến 50%. Chơi nhạc G-Bass luôn, ok. Mấy em cảm ơn một cặp cảm ơn các em hát và anh cho ta đi xuất hóa đây. Yeah.
gạo và một combo cấu hình gạo kê đẳng cấp.